Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ tư, một ngày 3 tháng 7. Thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường. Ở trong một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang diễn biến như thế nào, để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những buổi video sâu tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đầu tiên anh chị mình sẽ thấy hôm nay là một cái phiên mà thị trường đóng cửa ở một cái vùng giá là 1.276 điểm, tương ứng tăng đâu đó xanh điểm nhẹ nhàng khoảng tầm 6 khoảng tầm 7 điểm ngày hôm nay. Thì với những cái trạng thái đóng cửa xanh ngày hôm nay thì nó cũng đóng kết quả luôn là gì, là ba phiên chuỗi tăng điểm liên tiếp của thị trường trong những cái vận động của tuần này, một cái sự khởi đầu có thể nói là tương đối là hứng khởi cho một cái quý ba đấy, một cái sự khởi đầu mà chúng tôi thấy được là đầu xuôi đuôi lọt của thị trường, tăng 40 điểm từ những cái vùng giá đáy thấp nhất của thị trường là 1.240. Và thì rõ ràng đa phần trong cái tuần rồi, những anh chị mình nếu như mình yếu tâm lý thì nếu như mà mình bán cổ phiếu thì những cái vùng giá mà anh chị mình bán ra đa phần nó nằm đều những cái vùng giá đáy. Còn nếu như mình đã trải qua được những cái biến động của thị trường, đặc biệt là phiên thứ sáu là cái ép bán của tổ chức, thì rõ ràng đây là một cái hành vi mà tổ chức họ ép anh chị mình bán và tổ chức chính là những người mua trong cái phiên này, thì bận những cái giá mức giá cổ phiếu anh chị mình thấy trong ba phiên gần đây không ít thì nhiều nó cũng bật tăng hồi phục trở lại với cái biên độ trung bình khoảng từ 5 đến 7% là tương đối tốt đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó, với những cái phiên tăng điểm liên tục của thị trường thì những anh chị nhà đầu tư nào cầm tiền, mình càng đứng ngoài mình càng nghi ngờ thị trường nó càng đi lên. Những cái trạng thái mà thị trường tăng như thế này với thanh khoản thấp nó tạo nên một cái sự nghi ngờ cực kỳ lớn của thị trường, những cái sự nghi ngờ cực kỳ lớn của những nhà đầu tư đang cầm những cái lượng tiền và đứng ngoài. Thì anh chị mình lưu ý á, với cái trạng thái về ba phiên tăng giá liên tục thì trong những cái dạng về mẫu hình thì nó cho thấy là đây là ba chèn lính ngự lâm, ba phiên tăng giá liên tục, một cái trạng thái thể hiện là một cái xung lực đà tăng cực kỳ tốt của thị trường, những cái quán tính đà tăng cực kỳ khỏe của thị trường đấy. Sau những cái điểm rũ cuối, những cái nhịp ép bán của tổ chức thì những ai cần bán đã bán rồi. Cái buổi video ngày hôm qua em cũng đã phân tích cho chị mình trong buổi livestream rất là kỹ về cái việc là liệu thị trường có quay trở lại test đáy hay không, và thị trường này có phải là một thị trường bull chắc hay không. Thì với góc nhìn là thị trường có quay về test đáy 1.240 hay không thì chị mình lưu ý là gì, những cái phiên thứ hai là những cái tín hiệu tạo đáy stopping volume 3 của thị trường đấy, thì liệu thị trường có quay là test hay không. Thì với góc nhìn của mình là không thể nào quay là test được cái vùng này. Tại vì sao? Nguyên lý của việc test đáy là gì, là test lại những cái áp lực bán. Tại vì ở đây đâu phải là downtrend đâu anh chị, thì nó làm gì có những cái áp lực bán kháo mà tổ chức còn cần họ quay về test. Cái mục đích trong quá trình sideways tích lũy này là quá trình gom hàng, thì khi mà anh chị mà thấy thị trường nó rủ khủng về vùng biên dưới thì thứ sáu là cái hành vi gom hàng của tổ chức. Vì thế em kiến nghị cho anh chị mình trong hệ có bán hàng, đây là cái điểm mua tốt nhất để anh chị mình tham gia lúc mà hoảng loạn đấy, những vùng giá thấp cổ phiếu thì đa phần hàng về mọi người đều có những cái lãi, không lãi ít thì cũng lãi nhiều, nhưng chí ít mọi người cầm nắm qua được những cái nhịp biến động rung lắc này, em nói cho chị mình là đã thành công rồi đấy. Còn một góc độ tiếp theo á, thị trường sẽ không thể nào mà quay về test được những cái vùng giá 1.240 ở đây, vì bản chất ở đây đâu có còn những cái lượng cung đâu mà nó quay về test anh chị đó. Ví dụ như chị nào trong hệ không có hàng thì cái buổi video ngày hôm nay em cũng đã chia sẻ với chị mình rất kỹ, cũng như là trong cái phiên vận động ngày hôm nay cũng thế, em cũng đưa cho anh chị mình một cái nhận định về vận động của thị trường chung, những cái nguyên lý về cái việc mà thị trường có test đáy hay không. Thì anh chị mình thấy ở đây nè, đây là hệ không có hàng bên em nè, ở công ty chứng khoán VBS nè, thì cái nguyên lý mà test đáy của thị trường là để kiểm tra lượng cung trong quá trình mà là thị trường downtrend, hoặc là một cái thị trường mà nó điều chỉnh, hoặc là nó có những cái áp lực bán lớn đấy. Còn thị trường của chúng ta 2 tháng vừa rồi là 2 tháng thị trường sideways, nó chỉnh về biên dưới, khối lượng thấp, cho thấy là những ai cần bán đã bán rồi. Chỉ cần một cái lực cầu anh chị mình thấy đủ lớn thì cái biên độ tăng bật lại của thị trường nó chỉ là cực kỳ nhanh, thì nó không cần phải quay về test lại để làm gì. Lưu ý kỹ ha. Đấy. Cho nên nó tương tự với giai đoạn mà tháng 12 của năm 2023, cứ bò bò là thị trường sẽ đi lên. Đó. Và bây giờ anh chị mình chỉ cần chờ gì, ngồi chờ xem là xuất hiện tín hiệu của dòng dẫn dắt hay chưa, để chị mình đánh thêm cái tỷ trọng vốn vào những cái cổ phiếu từ những vùng chân sóng để xuất phát đi lên đấy. Và khi mà kết phiên ngày hôm nay đi, nó hình thành rồi là ba chàng lính ngự lâm á, thì đó là những cái trạng thái về xung lực tăng rất tốt của thị trường sau những cái điểm rũ bỏ. Thì trong những cái dữ liệu trong quá khứ cũng đã từng xuất hiện rất nhiều những cái dạng đi lên như thế này
Có nghĩa là nó không cho anh chị mình mua lại giá thấp, thì đồng nghĩa là gì? Nhiều anh chị mình nói đây là một thị trường bull chết, một thị trường hồi phục thiếu khối lượng, đó là sai anh chị. Tại vì không có một thị trường nào mà sau cây stopping volume 3 mà nó tiếp tục hàng về lại duy trì cái đà đi lên. Nếu như bull chết á thì chị mình lưu ý nè, cái cây này về là tiếp tục nó bán tiếp, nó bán tiếp tục cái đà bán khối lượng lớn, khối lượng cực đại đấy, mọi người lưu ý á. Còn bản chất đây là một thị trường sideways, một thị trường tích lũy mà anh chị mình không nhận diện ra ấy. Cứ hễ mà vùng vừa về vùng biên dưới nè, thấy thị trường nó gãy, thị trường nó xấu khủng hỗ trợ là vác ra bán là ngay vùng đấy. Mà bắt đầu thời gian tới, ví dụ bắt đầu lên biên trên là thấy cơ hội lao vào mua, lại tiếp tục dính những cái phải nhịp điều chỉnh, nó rủ ra lại tiếp tục bỏ chạy vào bán đấy. Cho nên giai đoạn này phải xác định chiến lược của chị mình là gì. Em thì ví dụ như trong ngoại có mất hàng, mình xác định thị trường này là thị trường sideways, thị trường tích lũy, vì thế ví dụ nó rủ khủng về biên dưới là mình canh mua đấy. Và bây giờ mình nắm cổ phiếu đó, ví dụ quan điểm của em 2 tháng qua nó đâu thay đổi đâu, mình không phải là mua mua bán thì nó sẽ làm cho cái tâm lý anh chị mình rất dễ bị lung lay và mình mất đi cái niềm tin trên thị trường. Nhịp sâu mà nó thị trường nó vào chính sóng á, chắc chắn anh chị mình sẽ bỏ lỡ cơ hội và không dám mua, tại vì sợ mua biên trên nó ngay cái vùng đỉnh này đổ xuống, như là những gì mà đã mắc và những cái sai lầm trong giai đoạn vừa rồi, thì làm sao mà đủ sự tự tin để mà giải ngân vào cổ phiếu của anh chị đấy. Cho nên chúng ta cùng nhìn lại, thì sau một cái nhịp rũ cuối này thì thường nó sẽ có những cái dạng thái mà anh chị mình em nó cứ bò bò đi lên, ba cái tăng giá, càng nghi ngờ lại thị trường càng tăng, những cái dạng mà đi lên thanh khoản thấp như thế này em đánh giá là cực kỳ tốt. Đấy, chỉ cần một lực cầu đủ lớn đó, là thị trường đã có một cái xung lực nó bật mở biên đi lên đó. Thì mình lại nhìn trong những cái dữ liệu trong quá khứ này, thì chị mình xem trong những cái thời điểm mà của năm 2022 cũng vậy, hoặc là gần đây nhất đi tháng 12 năm 2023 anh chị mình thấy không, sau những nhịp rũ tổ chức họ gom hết những cái lượng hàng ở vùng giá thấp, đa phần vùng giá thấp này nhà đầu tư họ cắt ra hết này, bán hết cổ phiếu là sợi trường gãy. Thời điểm này cũng tương tự anh chị đấy, cho nên cái hành vi tổ chức quanh năm suốt tháng vẫn không thay đổi. Sau đó anh chị mình thấy không? Vùng này có thanh khoản lớn đâu, không có vùng đáy nào của thị trường đi lên mà thanh khoản lớn hết á. Tại vì cái vùng này anh chị mình nhìn lại tài khoản của mình có dám mua trở lại đâu mà thanh khoản nó lớn đấy. Ví dụ như một góc độ nào đó mà thấy không, trạng thái cứ bò bò đi lên, thanh khoản không lớn anh chị ha đấy. Một cái dạng tiếp theo là anh chị mình thấy trong những cái thời điểm của thị trường trong năm 2020 cũng vậy, cứ sau những cái điểm rũ bỏ này, thị trường mà nó quay trở lại và nó đi lên thì lúc nào nó cũng đi lên trong những cái sự nghi ngờ. Những cái thời điểm ví dụ trong năm 2020, 22, 21 đây nè đấy, những cái dạng tháng 7 năm 2021 nè, thì chị mình thấy không? Đây những cái vùng gì, vùng thị trường tạo đáy này, một cây kích bán nè, tương tự với cây ngày thứ sáu của chúng ta, nghĩa là bán không có volume, cây ngày sau nó bật trở lại stopping volume 3 là cây tạo đáy nè. Sau đó anh chị mình thấy không? Là do đây là cây khối lượng bán lớn nè, thì bắt đầu nó có những yếu tố nó quay về nó test ngắn trở lại, nhưng mà nó không phải test về lại những cái vùng giá thấp ở đây mà nó test test vùng giá trên cao. Tại vì khi mà nó lên nó mới gặp những áp lực bán ở vùng trên cao thì nó test nâng đáy, thì đó những cái dạng test rất tốt và test là kỳ thanh khoản anh chị mình thấy không? Và những cái dạng mà khi mà sau đó bắt đầu đi lên anh chị mình thấy không? Liên tục là những cái phiên tăng điểm, những phiên tăng giá khối lượng có lớn đó, anh chị mình càng nghi ngờ đi. À, thị trường nó càng đi lên, càng nghi ngờ thị trường nó càng bò lên. Tới lúc mà bắt đầu lên cao mà nổ volume, nổ thanh khoản mà phát lao vào mua thì lại tiếp tục dính ngay nhịp chỉnh, mà vị hơi mua giá cao, vị hơi yếu thì dừng rủ và tiếp tục bỏ chạy. Cho nên sai lầm sẽ tiếp nối sai lầm. À, lưu ý kỹ. Nha mọi người phải nhìn lại cái hệ thống bên mình. Thời gian vừa rồi, 2 tháng vừa qua, quan điểm của chị mình là thị trường như thế nào? Nếu quan điểm là thị trường này phân phối á thì thôi, đừng có nhảy vào mua. Nhảy vào mua rồi lại cắt ra cầm tiền, thị trường nó chỉnh rồi lại nói thị trường nó bán tháo, rồi nói thị trường nó phân phối ấy. Lưu ý xác định thị trường này là thị trường phân phối thì đừng có vào mua cổ phiếu nữa, cứ cầm tiền đứng ngoài luôn đi anh chị ấy. Cho nên chị mình nhìn những cái thời điểm thị trường trong năm 2021 ở đây cũng vậy, anh chị mình thấy không, sau những cái điểm rũ cuối nè, cái nhịp rũ cuối của thị trường khủng biên hỗ trợ nè, thì thường mà nguyên tắc mà khủng hỗ trợ sẽ ép bán được rất nhiều nhà đầu tư cầm cổ phiếu, tương tự với ngày thứ sáu. Sau đó anh chị mình thấy thị trường nè, nó cứ bò bò đi lên, chị thấy không, mọi người thấy đây là ba phiên tăng điểm nè, ba chàng lính ngự lâm nè, ba phiên tăng giá nè, tăng giá của thị trường nè đấy. Thì sau đó thị trường nó xác nhận một cây mở biên nữa thôi, thì đồng nghĩa một việc là gì? Những nhà đầu tư nào bán ở đây á, rất khó để cho anh chị mình mua trở lại, và những cái gap up mà nó mở ra nó tăng lên á, gọi là gì, những cái gap up gì, những gap sức mạnh, và nó đã gọi là gì, nó bỏ rơi hết tất cả những nhà đầu tư cầm tiền trong một cái giai đoạn này. Sau đó thị trường vào sóng đi lên luôn nè, ở đây anh chị mình thấy không, thị trường nó vào sóng đi lên luôn nè, những cái trạng thái mà những cây mở biên nè. Cho nên trong thời gian tới á, mọi người phải lưu ý đặc biệt quan trọng về những cái phiên, gọi là những phiên mở biên của thị trường. Thị trường chỉ cần xuất hiện một cây mở biên đi lên là thị trường sẽ bước vào những giai đoạn chính sóng, thì ở đó sẽ xuất hiện những cái dòng dẫn dắt, anh chị mình tập trung vào đó mình đánh đấy. Hoặc là anh chị mình nhìn về những cái dạng thị trường ở đây cũng tương tự anh chị mình á, cứ sau những điểm rũ nó test cung test cầu xong cái dạng thị trường đi lên nó có thanh khoản đâu, anh chị mình nhìn đi, nó có thanh khoản đâu đó. Lưu ý nha, thì xưa nay thị trường nó vẫn như thế mà, nó đâu có thay đổi về những cái trạng thái đâu, cứ sau rũ bỏ tâm lý yếu của thị trường thì làm gì mà thị trường đi lên có thanh khoản anh chị đấy. Những cái dạng ở đây cũng tương tự như thế nè anh chị mình thấy không? Những cái diện đi lên nó có thanh khoản đâu à, nhưng mà nó vẫn bò bò đi lên nè. Những cái diện đi lên nè, tiếp tục là ở vùng đáy nè, sau điểm rũ test cung cầu đi lên nó không có thanh khoản nè đó. Hoặc là anh chị mình nhìn ở đây cũng vậy, sau điểm rũ nè nó test lại nè, những cái diện mà cứ bò bò đi lên nó chỉ chờ một cây mở biên thôi. Một cái cây mở biên của thị trường mà nó xuất hiện
thì mọi người lưu ý đấy, đó là những cái cây xác nhận đi lên luôn đấy. Nên những trạng thái trong thời điểm của năm 2023 này cũng vậy, nó cứ bò bò đi lên là không có volume này. Cho nên thời điểm này là thời điểm mà cá nhân hệ thống thằng bên em á, thực chất á, những gì cần mua á, thì cái vùng giá mà nó thời điểm mua tốt nhất á, là những cái vùng giá trong ngày thứ sáu. Còn cái lúc này thì em cũng không có kiến nghị cho chị mình mua. Ví dụ như em nói thôi, anh chị nào á, mà đã lỡ gọi là gì, lỡ mà cầm tiền á, đấy, thì mọi người nên nghiên cứu cho mình một cái chiến lược là dòng nào là cái dòng dẫn dắt. Tại vì thị trường nó vào uptrend á, thì bản chất phải có dòng dẫn dắt. Thì mọi người hãy chờ thời điểm xuất hiện dòng dẫn dắt á, thì anh chị mình hẳn lao vào mua. Còn bây giờ mọi người bắt đầu cầm tiền, bắt đầu đi tìm kiếm cơ hội cổ phiếu mà lao vào mua thì nó hơi chênh vênh, nó hơi treo leo. Ví dụ như bây giờ mọi người mua hàng đã về thứ sáu mà mua bây giờ hàng về hết tài khoản. Còn bây giờ mà chị mình tham gia ấy, thì nó hơi chênh vênh treo leo, mà em nói chị mình vào đây quanh cái vùng 1280 nè, thì dù nó rung lắc một hai phiên nữa là kiểu gì cũng lại vác hàng ra bán. Tại vì trong tâm lý mà nó đang bị yếu ấy, bị hơi yếu vào muộn thì cứ rung lắc là lại vác ra bán. Anh chị mình thấy tương tự với những cái sai lầm giai đoạn vừa rồi, anh chị mình thấy không, nó rủ cái là vác bán ở dưới đi lên, cứ bò bò đi lên thì nhà đầu tư không dám mua đâu. Bắt đầu lên cao nổ volume nè, ngay vùng kháng cự nè, lại lao vào mua, thì nó chỉnh lại trụ cho một hai phát là bắt đầu vác ra bán tiếp á. Trên quan điểm thị trường phân phối á, mà cứ hễ lên cao lại lao vào mua, nó rủ lại vác ra bán tiếp tục nè, đây vượt ngàn ba nè lại lao vào mua nè, rồi dính một cái pha rủ 60 điểm của thị trường lại vác ra bán đó. Ngay đấy bắt đầu thị trường này bò bò đi lên, anh chị mình thấy không, nhưng những cái diện này đi lên của thị trường cho thấy là không có sự đu bám của nhà đầu tư quay trở lại, thì đó những cái diện em nói chị mình là cực kỳ an toàn. Mà nếu chị mình nhìn kỹ về khối lượng ở đây á, thì mọi người thấy nè, tuy là vùng thanh khoản cấp nhưng mà trạng thái khối lượng này có sự gia tăng lên, chứ không phải là bị suy giảm đi đâu anh chị. Nó vẫn có những cái sự nỗ lực gia tăng giá và khối lượng này, và những cái biên độ mà xung lực tăng ba cái tăng điểm như thế này là em nói chị mình là cực kỳ mạnh nha, cực kỳ mạnh đó. Cho nên đồng nghĩa một cái việc là ở đây thị trường bây giờ nó đang chờ, có thể là ngày mai, phiên ngày mai của thị trường chung á, thì đâu đó ví dụ như quanh cái vùng biên 1280 nè, thì ở đây nó phải chỉnh lại đó khoảng tầm một hai phiên để nó kiểm tra cung cầu, nó rung lắc một hai phiên ở đây. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là những cái phiên kiểm tra cung cầu ở đây, mà cái điều quan trọng là em đang chờ là chờ thị trường nó xuất hiện một cái luồng gió đông, hay còn nói đúng hơn là một cái cây xác nhận dòng tiền, gọi là một cây mở biên của thị trường chung. Ở đây mà thị trường nó xuất hiện một cây mở biên là thị trường sẽ vào sóng nha. Mọi người lưu ý á, cho nên hãy lên cho mình những cái kế hoạch để có những cái sự chuẩn bị. Đấy, thì khi mà thị trường nó xuất hiện một cây mở biên đi lên thì tất cả những vùng giá ở phía dưới mọi người mua đa phần đều là những vùng chân sóng của thị trường trong vài tháng tới. Đấy, và cái vùng gap mà hôm qua thị trường mở gap nè, hôm qua nhiều nhà tư mình nói với em là ui thị trường này mở gap nhìn rủi ro quá em ơi, tăng mở gap không có khối lượng. Cái gap này là gap sức mạnh, chưa chắc thị trường đã quay về đây và lắp cái gap sức mạnh này. Thì nếu như ngày vài phiên tới thị trường nó tạo cây mở biên thì đồng nghĩa là gì, những cái gap tăng này của thị trường chung nè là những cái vùng gap mà rồi những nhịp tăng giá bỏ rơi những nhà đầu tư cầm tiền. Lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, cho nên quan điểm của em về thị trường này thì nó rất rõ ràng, những cái dạng mà thị trường này là những cái dạng thị trường tích lũy. Khi mà một cái quá trình mà thị trường tích lũy á, anh chị mình sẽ để ý á, cứ khi mà thị trường nó rủ về biên dưới á, sẽ là cái vùng thanh khoản thấp, thì nó thể hiện là cái hành vi gom hàng, những quá trình thu gom của tổ chức trong hai tháng vừa qua là cực kỳ chặt chẽ. Đấy, những quá trình gom hàng anh chị, những quá trình test đi test lại liên tục ở vùng giá thấp. Hành vi gom là nếu như mà thứ sáu nó chỉ mình là cây bull chap á, một cây gọi là gì, một cây mà hồi phục giả của thị trường chung, thì thị trường nó đã quay trở lại, nó rơi từ lâu rồi. Chứ phải ngày hôm nay cây tơ trọng hàng về nó vẫn neo giá cao. Anh chị mình nhìn thấy mọi người mua trong ngày ngày đỡ cung stopping volume 3 hàng về đều chí ít là mọi người thấy không, đều quanh giá vốn anh chị mình mua chứ không có bị lỗ. Đấy, cho nên ở một góc độ nào đó thì với những cái dạng này của thị trường á, thì cá nhân em á, thì bản chất em thấy một cái dạng vừa rồi đi, thì mọi người đã trải qua được một cái nhịp rũ của thị trường chung, thì không ít thì nhiều, em nghĩ đó cũng là một cái bài học kinh nghiệm, nó gọi là một cái liều thuốc khử cho những nhà đầu tư nào cầm tiền. Không ít thì nhiều, mọi người sẽ có thêm cho mình những cái phần kinh nghiệm hơn trong quá trình anh chị mình đầu tư. Và đặc biệt là gì, mọi người phân biệt được thị trường này là thị trường tích lũy hay là một thị trường phân phối. Lưu ý, một thị trường phân phối là phải có những yếu tố bán tháo anh chị. Ví dụ mọi người nhìn những cái thời điểm của năm 2023 đây nè, anh chị mình thấy khi mà nó bán tháo rơi, nó mở gấp đau rơi rơi như phá mã, tức có nghĩa là nó nhốt hết nhà đầu tư ở trên, chị mình bán không kịp đúng không, 5% không cắt lỗ đúng không, mọi sẽ cắt lỗ 20%, 30%. Còn cái dạng này thị trường mọi người nhìn lại tài khoản đi, ví dụ như lỗ tầm đó khoảng tầm 70%, là lỗ lớn ấy, trung bình ví dụ mọi người lỗ 3-4%, rồi ví dụ 3 phiên rồi nó đi giật lại là hòa vốn đó. Cho đó là trạng thái của thị trường trong quá trình tích lũy, trong những quá trình sideways, mọi người phải phân biệt được. Còn nếu như mà em nói chị mình mà thiếu đi một cái hệ thống mà hỗ trợ anh chị mình thì những cái dạng điều chỉnh này nó tạo cho anh chị mình cái tâm lý cực kỳ tiêu cực, nó tạo cho anh chị mình một cái tâm lý em nói là cực kỳ yếu. Và em nói khi mà đám đông trên thị trường họ đang cầm tiền, họ đang ngồi thị trường sập thì đó là một thị trường cực kỳ an toàn. Đấy, tại vì nguyên tắc mà anh chị, nguyên tắc vùng này ví dụ nếu là vùng phân phối đi thì tổ chức còn phải tạo được cái sự hưng phấn, mà vùng này có ai mua đâu mà hưng phấn anh chị. Anh chị mình cầm tiền có dám quay trở lại mua trong ba phiên này đâu, thì làm sao tổ chức họ phân phối họ bán được á. Nên lưu ý kỹ. Cho nên ở một góc độ nào đó ấy,
Nếu mà yếu tâm lý trong giai đoạn này là kiểu gì cũng đi cắt ra ngay những vùng giá thấp. Mà giờ nhìn cổ phiếu nó tăng lại, nỗi sợ lớn nhất của nhà đầu tư bây giờ là sợ thị trường đi lên. Cho nên thay vì thế em nghĩ bây giờ mà ai mà cầm tiền á thì thôi, những cái vùng mà lưng chừng 1.280 như này vẫn trong cái biên sideways nè. Bây giờ mà anh chị mình đút tay vào mua, đây nó rủ cho một phát nữa bắt đầu lại mệt. Thay vì thế mình hãy lên cho mình chiến lược là mình nên chờ luôn đi. Đã muộn điểm rồi, qua cái thời điểm mua tốt nhất thì mọi người nên chờ luôn là gì? Chờ một cái dòng dẫn dắt có xuất hiện. Thì em sẽ hướng dẫn cho chị mình đánh. Thì trong hệ thống thầy bên em đã lên kế hoạch rất kỹ. Ví dụ như trong buổi chiều ngày hôm nay em cũng nói chị mình bắt đầu có những cổ phiếu đang có trạng thái gọi là những cái mồi dòng tiền và nó đã có những trạng thái về sự khởi động mà. Đấy. Vài phiên tới chỉ cần một cái phiên mở biên của cổ phiếu là nó sẽ xác nhận một cái dòng dẫn dắt đi lên. Mà khi một cái dòng dẫn dắt đi lên, một con sóng dòng mà dẫn thị trường á, thì chị mình yên tâm mình đầu tư. Cái quá trình uptrend sẽ là 3 tháng, 6 tháng đó chị mình đánh. Đấy. Cho nên mọi người cầm tiền thì đừng có nên quá tiêu cực với thị trường. Tại vì trong cái suy nghĩ chị mình cứ nghĩ là thị trường này phân phối á, thì khi mà cơ hội nó đến mình không có một cái kế hoạch để mình chuẩn bị thì mình rất bị chậm nhịp, có thể là bỏ lỡ luôn một cái chu kỳ đầu của thị trường. Sau này lên cao mọi người mình mua phải trả một cái mức giá nó cao hơn nhiều mà chưa chắc mua đã có ăn. Lưu ý kỹ đấy. Cho nên giai đoạn này thì em đang chờ chờ dòng dẫn xuất hiện và chiến lược của hệ thống ngân hàng bên em thì những gì cần mua mình đã mua rồi, phần còn lại là mình ngồi chờ dòng dẫn xuất hiện. Còn cái việc mà thị trường, anh chị mình đặt cho em một câu hỏi là thị trường nó có quay trở lại test đáy 1240 hay không thì mình nói sẽ rất khó để nó quay trở lại test vùng đáy này. Và nếu như một cái kịch bản mà thị trường nó quay về nó test 1240 thì đây chính là cái bô anh chị nha. Thì đây chính là cái bô chứ không phải là cơ hội đâu. Lưu ý kỹ ha. Cho nên vùng này có thể là vùng giá mà em nghĩ sẽ khó để thị trường nó quay trở lại được. À, lưu ý. Còn nếu mà quay trở lại được thì đó là một câu chuyện khác. Nếu mà xuất hiện kịch bản đó thì cá nhân mình cũng sẽ hành động, cũng sẽ bán cổ phiếu, cũng sẽ cắt lỗ. Lưu ý kỹ. Đấy. Cho mà kịch bản xác suất đó em nghĩ chỉ là 4% thôi. Còn 96% còn lại những cái cơ hội của thị trường, những cái dạng tích lũy để thị trường chuẩn bị bước vào những quá trình uptrend lớn ở phía sau. Tại vì mình nhìn vào các dòng các ngành đang có một cái hành vi tích lũy em nói chị mà là cực kỳ tốt. Đấy. Chỉ có một thị trường tích lũy thì anh chị mới thấy rủ về biên dưới có lượng khách nè. Còn mới nói chị một thị trường mà nó phân phối mà nó bán tháo á nha. Thì những cái trạng thái của những cái dòng dẫn dắt anh chị mình theo nó bán cực kỳ lớn nè. Cái volume bán tháo nè, hồi lên tiếp tục những cây bán tháo liên tục nè. Thì đó là cái dạng rủi ro anh chị. Mọi người phải phân biệt được giữa tích lũy và giữa phân phối nó như thế nào. Còn giai đoạn này thì dùng tích lũy mà em lại thấy nhiều anh chị mình lên những cái diễn đàn mọi người lại đi đếm đếm ba nhịp rơi, làm gì có phân phối nào đâu mà đi đếm ba nhịp rơi. Thị trường làm gì có downtrend đâu mà anh chị mình đi đếm ba nhịp rơi. Dù anh chị đếm nhịp rơi thứ nhất rồi nhịp rơi thứ hai rồi thứ sáu, là đếm nhịp rơi thứ ba rồi nó thị trường nó về ra đó khoảng 1170 đấy. Thì chị mình thấy không, ba phiên vừa rồi là những cái câu trả lời cho anh chị mình đó. Cho nên lưu ý đó, những cái chia sẻ, những góc nhìn của cá nhân em, mình đều dựa vào yếu tố cung cầu, mình đưa cho anh chị mình những góc nhìn nó khách quan đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó thì cái tính thời điểm trong thời gian tới á, nên nói chị mình là thị trường nó vào sóng sẽ có một cái dòng dẫn dắt. Mà cái dòng dẫn dắt nó sẽ xuất hiện khi nào? Nó sẽ thường xuất hiện khi mà thị trường nó vận động ở quanh cái vùng biên trên. Thị trường bắt đầu sẽ bò về lại cái vùng biên trên nè. Ví dụ 1280, 1300 thì cái dòng dẫn nó sẽ xuất hiện quanh đây nè. Để làm gì? Để nó sẽ lôi kéo và dẫn dắt cho thị trường vào sóng. Đấy, em ví dụ gần nhất cho anh chị mình xem ha. Thì em đã lên hết những cái chiến lược như hệ thống khách hàng à, đặc biệt là vào chủ nhật tuần này. Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ có một cái buổi coaching với nhau, một cái buổi dạy để hướng dẫn cho anh chị mình cái tính thời điểm mua và cái cách đi vốn cho anh chị mình. Làm việc phải có sự chuẩn bị anh chị. Khi mà một cơ hội lớn tới, mọi người chuẩn bị càng kỹ càng thì em nói chị mình đánh sẽ càng tốt. Hay còn mọi người mà ví dụ như góc nhìn mà thị trường xấu, thị trường gãy thì cơ hội tới mọi người không bao giờ có được sự chủ động. Và em nói chị mình về tính thời điểm mua rất quan trọng. Thì hiện tại nó đang có những cái điểm về mồi dòng tiền. Ví dụ em nghĩ ngày mai và ngày mốt của thị trường ở 56 á, thị trường nó cũng không cần tăng vội đâu. À, ví dụ như về đâu quá 1280 nè thì quanh cái cây khối lượng lớn nè, ở đây thị trường hơi chững lại test cung cầu một vài phiên đấy, và trong tuần sau thị trường tạo một cây mở biên là ok, tuần sau mở biên là đẹp, lưu ý đấy. Và những cái dòng dẫn dắt sẽ luôn xuất hiện khi mà thị trường nó vận động ở vùng biên trên. Anh chị mình thấy đây là cây wash out nè, anh chị mình thấy không, những cái diện này stopping volume 3 nè, những cây tổ đáy nè. Cái hôm thứ hai trong thị trường này em đã nói chị mình trong cái buổi video mọi người xem lại đi, em nói chị mình đó là cái phiên gì, phiên tạo đáy của thị trường á, thì nó rất rõ ràng, chỉ có phiên là phiên tạo đáy. Thì ngày hôm nay thị trường về nó mới kéo tiếp anh chị, chứ nó là phiên bull trap thì thôi, nó chị mình là vỡ alo luôn. Đấy, trên cái diện mà thị trường xuất hiện dòng dẫn dắt là ở đây nè. Anh chị mình thấy về cái vị trí xuất phát của những cổ phiếu như ACB trong thời điểm mà tháng 12 năm 2023 là nó đều đậu ở quanh vùng biên trên mà nó dẫn dắt thị trường vượt đỉnh đi lên. Một nhịp rũ, hai nhịp rũ, ba nhịp rũ. Thì thị trường của chúng ta bây giờ ở đây cũng vậy nè. Một nhịp rũ nè, hai nhịp rũ nè và ba nhịp rũ. Em nói chị mình rồi đúng không? Có phải một giai đoạn vừa rồi em nói chị mình là hãy chú ý nhịp rũ cuối để canh mua. Thì khi xuất hiện chúng ta hành động đó, đúng hay sai thì em nghĩ bây giờ thị trường đã trả lời rồi. Và cái nhịp rũ cuối bao giờ cũng là một nhịp rũ khốc liệt nhất để loại bỏ tất cả những nhà đầu tư ra ngoài thị trường.
Chứ đôi khi anh chị mình bán ra trong tuần rồi là bán trước ngưỡng cửa hiên đường, chứ không phải là bán ngay đâu anh chị. Đấy, lưu ý nha, cho em nói chị mình thứ sáu ai bán nó chưa chắc đã đúng đó. Cho nên chị thấy đây là nhịp độ cuối, là một nhịp, hai nhịp và ba nhịp nè. Thì cái dòng dẫn xuất hiện là từ xuất phát từ vùng biên trên đi lên. Thì anh chị mình nhìn là những cổ phiếu dòng ngân hàng ACB là thời điểm này là dẫn dắt này. ACB dẫn dắt anh chị, thời điểm của thị trường này. Và anh chị mình nhìn vào cái vị trí xuất phát, anh chị mình thấy không? Thì bắt đầu những cái dạng mà cổ phiếu nó mở biên đi lên, những cái dạng mở biên này, thì nó cũng xuất phát đồng thời với thị trường từ những cái vùng biên trên, từ những cái vùng biên trên bắt đầu đi lên, nó dẫn dắt cho thị trường chung. Đấy. Hoặc là anh chị mình nhìn là những cái dạng cổ phiếu ví dụ như là MBB đi, những cái dạng cổ phiếu mà lan tỏa dòng tiền bắt đầu nó mở biên đi lên là đều thị trường nằm ở vùng biên trên, đó, nằm vùng biên trên, thị trường biên trên, tốt lũy biên trên nó đầu mở biên kéo thị trường vượt đỉnh. Đấy. Cho nên lưu ý kỹ trong vài phiên tới. Hiện tại những cổ phiếu nào mà anh chị mình thấy là một kênh trên nè, đã có những cái điểm mồi về dòng tiền nè, đây là những cái tín hiệu đầu tiên rồi đó. Những phần còn lại em sẽ phân tích chị mình kỹ nhất trong cái buổi video chủ nhật này. Cho nên mọi người trong hệ thống khách hàng thì chị mình yên tâm, chủ nhật này chúng ta sẽ làm một cái buổi video nội bộ để chia sẻ cho anh chị mà và cái cách đi vốn. Cái phần còn lại anh chị phải cần có sự chuẩn bị kỹ. Đấy, em nghĩ rủi ro hay cơ hội á thì nó tùy vào những cái hệ thống. Có nhiều hệ thống anh chị mình thấy đó là rủi ro thì mọi người cứ cầm tiền, cầm tiền. Hay cái rủi ro đừng có nhảy vào mua anh chị nha. Rủi ro mà nhảy vào mua nó rủ ra là kêu thị trường xấu là chết dở. Còn em thì mình nói rồi, mà không phải bây giờ mình mới nói. Những tháng vừa qua từ đấy đi lên tới bây giờ, từ trước 30 tháng 4 tới bây giờ em vẫn nói đây là thị trường tích lũy cơ hội. Một cái dạng thị trường tích lũy kênh trên. Và nếu nhìn kỹ vào cái mẫu hình, anh chị mình nếu nhìn kỹ về mẫu hình nha. Mẫu hình thị trường này cực kỳ đẹp. Những cái dạng mẫu hình anh nói chị mình là khu hẹp biên độ giảm đó, anh chị mình thấy không? Những cái dạng khu hẹp biên độ giảm này là cho thấy cái hành vi thu gom rất là chặt chẽ của tổ chức. Đấy, những cái hành vi này khu hẹp biên độ giảm nè, đấy, càng giảm càng khu hẹp những cái biên độ nè và khối lượng được thu gom kiệt quệ, khối lượng càng ngày càng gấp dần. Thì em nói chỉ cần thị trường mà nó xác nhận nó bứt phá 1.300 điểm vượt hẳn đi lên, ở phía sau nó chỉ mình là một con sóng cực kỳ to, đấy. Cho nên bây giờ em sẽ đi lướt qua cho anh chị mình xem trước một vài dòng cổ phiếu nha, để cho anh chị mình nghiên cứu, mọi người hãy tham khảo. Thì cái dòng mà em nói chị mình em nó xác suất và khả năng dẫn dắt thị trường cao nhất đó chính là dòng dầu khí, đấy. Thì cá nhân em mình nói rồi mình cực đúng vào một dòng này. Những cổ phiếu ví dụ như BVT này, những cái dạng tích lũy kênh trên này, những cái dạng những cái pha tích lũy SOS này. Và trong cái buổi thống kê mà em đã đưa cho anh chị một cái slide đây phân loại cái cổ phiếu á, thì sẽ có ba dạng. Anh chị mình lưu ý hiện tại cái dạng mà để muốn dẫn dắt được thị trường chung á, nó đều phải là cái dạng tích lũy kênh trên. Lưu ý kỹ nha. Đấy, những dạng tích lũy kênh trên mới là những cổ phiếu khả năng dẫn dắt được thị trường vào sóng. Thì những cổ phiếu như BVT ở đây nè là những cái dạng tích lũy kênh trên. Những điểm rũ là test đáy thành công nè, bắt đầu mồi dòng tiền đi lên rồi nè, anh chị mình thấy không? Đấy, những con này mà xác nhận một cây mở biên nó là chính sóng thì em nói phiên này thực chất là phiên breakout, phiên chuyển đổi trạng thái bước vào pha E đó. Thì nó những cây này những cái siêu điểm mua, những cổ phiếu như BLX cũng vậy, những con đầu đàn như thế này nè, những cái diện mà siết biên kênh trên là thị trường chỉnh, nó có chỉnh đâu, nó là hành vi đỡ giá. Anh chị test một đáy là hai đáy ba đáy này. Hôm nay điểm mồi dòng tiền rồi đó, bắt đầu điểm mồi dòng tiền rồi. Đây là một con VN30 blue chip, thì khi mà em nói chị mình nó xác nhận siêu điểm mua đi thì nó sẽ cũng sẽ là cái trạng thái dẫn dắt cho thị trường. Lưu ý kỹ nha. Đó. Cho những con kênh trên như thế này lưu ý đặc biệt. Đấy, và nhiều anh chị mình hỏi em là tại sao gì đừng vừa rồi mình không chốt lại đi rồi về giá hấp mua lại. Anh chị mình nhìn con BLX đi, nếu mình bán ra nó còn giá hấp đâu cho anh chị mình mua, và mình bán thì mình sẽ mất đi một cái vị thế tốt. Đấy. Cho nên sau này khi mà cổ phiếu nó vào đúng nhịp chính sóng, nó một cái trận đánh lớn mình đã cược rồi thì phải chấp nhận cái việc mà nó rung rắc là bình thường. Đấy, quan trọng nhất chiến lược của anh chị mình là gì đó. Em thì chiến lược mình đánh sóng lớn, mình đánh sóng thì mình sẽ cầm nắm cổ phiếu. Nếu sai mình xử lý. Hả? Những cổ phiếu ví dụ như BVS này, bắt đầu những cái dạng mà anh chị mình thấy nó rũ xuống nè, nó tạo những cái vùng kiết về thanh khoản nè. Đấy. Thì những cổ phiếu này sẽ lên sâu so với BLX, ví dụ BLX nè, dòng tiền vào trước con kênh trên là BVT nè, xác nhận trước nè, thì sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa được dòng tiền cho những cổ phiếu như BVS. Nhưng mà những cái dạng như BVS gãy nền rũ kiệt thanh khoản như này là cực kỳ tốt đó chị nha. Đấy. Những cổ phiếu ví dụ như BVD thì nói chị mình rồi, mình xét về cái thế thì BVD nó sẽ yếu hơn một chút so với cái cổ phiếu còn lại trong dòng. Đấy. Nhưng mà sau những điểm rũ ra anh chị mình thấy có thể gọi là quá trình test hai đáy lớn cũng có nè. Đây mô hình hai đáy lớn nè. Đấy, mình để xem dòng tiền những con này xung lực nó bật lên như thế nào. Nếu mà vẫn là xung lực bật lên tốt thì mình vẫn nắm. Còn nếu mà xung lực nó bật lên mà nó chưa có đạt được cái yêu cầu của mình thì có em sẽ cơ cấu qua những con kênh trên luôn. Lưu ý kỹ mọi người ha. Cho mọi người cầm nắm cổ phiếu cứ không thả đó. Chiến lược thì em đưa ra cho anh chị mình thì nó rõ ràng. Mọi người cứ theo những cái chiến lược đó mà mình hành động. Đấy. Một vài cổ phiếu ví dụ như là BVB nè. BVB hôm trước về có giá gấp là quá quá tốt thì em canh mua. Ví dụ hôm trước cá nhân em mình mua quanh 17. Đấy. Những diện bắt đầu mồi dòng tiền đó. Bắt đầu chị mình thấy những kỳ canh quản đầu mồi dòng tiền vào đó.
nhưng mà những cổ phiếu như BBB này, đấy, nhìn chung đoạn này mọi người cứ không thả thôi. Em nói chị mình trong room cứ không thả, chiến lược hay không mình đã mua được cái vùng giá thấp rồi, thì nó thật là thứ sáu mà chị mình mua là ngay đấy luôn đấy. Thì cái phần còn lại bây giờ là mình chỉ chờ gió đông nó thổi vào, nó tạo một cái mở biên dòng dẫn dắt xuất hiện, thì đó cũng là thời điểm cơ hội cho anh chị nào cầm tiền tham gia đấy. Cho nên ví dụ anh chị cầm tiền chưa có định hướng, chưa có chiến lược rõ ràng, thì mọi người hãy liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh, thì bạn Hải Anh sẽ hướng dẫn cho anh chị mình để mình tham gia vào hệ thống. Ở đó mình sẽ lên những cái chiến lược đánh sóng cùng em trong thời gian tới đấy. Còn rủi ro hay cơ hội thì em nghĩ là mỗi người mỗi quan điểm đó, còn quan điểm của em đây là một thị trường cơ hội đấy. Ở một góc độ nào đó mọi người nhìn vào những cổ phiếu như BSR nó bắt đầu rủ kiệt von rồi, những dạng tích lũy kênh trên anh chị mình thấy liệu có xấu không? Không phải là xấu đâu đấy. Những cái dạng cổ phiếu như bâu nè, bâu cũng là những cái cổ phiếu kênh trên của những cổ phiếu của dòng dầu khí này. Đó, dễ xung đột những con kênh trên bao giờ cũng là những cổ phiếu mà nó giữ giá cực kỳ tốt đấy. Những cổ phiếu như BBB rồi cũng vậy nè, những cổ phiếu này cũng là những cái dạng kênh trên anh chị nhé. Đa phần dầu khí em thấy trạng thái tích lũy đều là nằm ở vùng kênh trên, thì bản chất đó những cái dạng mà kênh trên sau đó rủ là kiệt thanh khoản đấy. Cho nên bây giờ nó chờ là chờ gió đông thôi đó. Cho nên mọi người cứ không thả mà nắm thôi, không gì phải quá lo lắng đâu. Bước tiếp theo là mọi người về dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng cũng là một dòng rất hay, ví dụ như sau cái dòng ngân hàng và sau dòng dầu khí thì em đánh giá cái khả năng mà dẫn dắt thị trường tiếp diễn sẽ nằm ở dòng ngân hàng cũng là cực kỳ cao. Lưu ý kỹ mọi người ha. Thì bản chất nhiều anh chị mình chê là dòng ngân hàng nó yếu, dòng ngân hàng nó chậm, nhưng lưu ý dòng ngân hàng là luôn luôn là cái dòng đi lên trong sự nghi ngờ của nhà đầu tư. À, ví dụ anh chị thấy con sóng trong giai đoạn mà đầu năm 2024, dòng ngân hàng đi lên trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều nhà đầu tư chê ba dòng này. Em hy vọng anh chị mình nên thay đổi quan điểm với dòng ngân hàng. Tại vì sao? Dòng ngân hàng là cái dòng nó vẫn giữ được cái xu hướng là xu hướng tăng. Ấy, những cái dạng tích lũy này, tích lũy kênh trên. Anh chị thấy những cổ phiếu như ACB nè, ai mà chê những con này yếu là em nói không phải là một con người góc nhìn về đánh giá về cung cầu và dòng tiền và xu hướng. Những cái dạng tích lũy kênh trên đủ kiệt volume như thế này là cực kỳ tốt. Một điểm gãy rũ nè, cách cung cầu cực kỳ tốt nè, bắt đầu mồi dòng tiền nè, anh chị mình thấy không? Những cái phiên mà bắt đầu nó mồi dòng tiền ở đây nó chỉ chờ một cái mở biên. Con ACB mà mở biên là dòng ngân hàng sẽ là dòng dẫn dắt. Lưu ý kỹ, nó tiếp diễn trạng thái dẫn dắt thôi, chứ nó phải là một cái dòng mới. Tại vì ngân hàng đã dẫn dắt thị trường từ những cái nhịp đầu năm nay đó. Bây giờ nó đi lên nó tiếp diễn xu hướng tăng đấy. Những cổ phiếu ví dụ như BIDV này, anh chị mình thấy có một thị trường nó sắp rơi sắp gãy mà tiền nó chảy vào những cổ phiếu blue chip như thế này, ba cây tăng giá, khối lượng gia tăng, dòng tiền cực kỳ khỏe với những cổ phiếu như là BIDV, thì nó xác nhận đây là những cổ phiếu nó tạo vùng đáy đó, vùng đáy ngắn hạn trong những cái dạng mà điều chỉnh xu hướng xuống này, rồi chạy dạng mà sideways down đấy, nó test về đúng những cái vùng hỗ trợ mạnh này. Còn trên xu hướng những con này trong dài hạn cũng là trên tăng nha đấy, giá vẫn là cái trên tăng này. Thì đây dùng cái diện về mô hình cốc có tay cầm, cốc có tay cầm nó về test là cái đường hỗ trợ thôi. Và anh chị phải khi mà test lại vùng giá vốn của tổ chức xung lực bật như một quả tennis đấy. Cho nên mình thấy ví dụ như đoạn này ngắn hạn dòng ngân hàng đang có những trạng thái về mồi dòng tiền là cực kỳ tốt đấy. Rất nhiều những cổ phiếu ví dụ như anh chị thấy MBB đi, chị mình thấy con này xấu hơn yếu, em nói chị mình thấy những cái dạng cổ phiếu như MB tích lũy cực kỳ tích cực, những cái dạng tích lũy này liên tục test lại và kiệt về thanh khoản này, điểm mồi dòng tiền này, rủ lại kiệt volume này, nó chỉ cần một cái mở biên là siêu điểm mua đó chị đó. Cho nên đừng có chê dòng ngân hàng, thì khi mà cơ hội đến là em nói chị mình trở tay không kịp luôn đấy. Như là cái giai đoạn mà đầu năm nay phải rút kinh nghiệm nha, đừng có chê dòng này đấy. Những cổ phiếu như MSB cũng vậy nè, vai nè, đầu vai ngược nè, những con này ví dụ cứ pha đê cứ lên nó rủ lại đó là bình thường. Và mọi người đặc biệt lưu ý tắt cơm rồi nè anh chị mình, làm những cái dạng cổ phiếu như tắt cơm cũng là cái vùng sau quá trình chia thì nó phải cân lại cung cầu, nó phải vào quá trình nó tích lũy một thời gian nữa. Anh nghĩ riêng với tắt băng nó cần tích lũy thêm sau cái việc mà nó chia tăng tăng vốn và chia cổ tức á. Nhưng mà em nhìn về con STB là thấy đẹp nè, mọi người lưu ý nè, với những cái dạng mô hình như STB đây cũng là một cái dạng tích lũy lớn nè, những dạng tích lũy lớn ở những vùng kênh trên cổ phiếu nè, quá trình tích lũy đó khoảng tầm một năm rồi đến chị, một năm từ tháng 7 năm 2023 tới bây giờ nè. Và ở một góc độ nào đó mình thấy đây là những cái dạng mô hình VCB khu hẹp biên độ giảm nè. Đấy, đoạn này rất là nhiều những cổ phiếu tích lũy theo cái diện về VCB khu hẹp những cái biên này anh chị mình thấy không, những dạng VCB này đó, VCB này ở đây bắt đầu rủ là này. Đó, khắp hơn nè, biên càng ngày càng khắp dần nè và khối lượng càng ngày càng khắp đi nè. Cái nhịp vừa rồi những cổ phiếu như STB nó rủ anh chị mình thấy không, nó có bị bán tháo đâu, những cổ phiếu ngân hàng như thế này nó có bị bán tháo đâu anh chị, là điều chỉnh tự nhiên nó lên gặp kháng cự thì quá trình nó điều chỉnh rủ lại kiệt về khoảng là bình thường. Thấy bắt đầu những trạng thái bắt đầu nó bò đi lên chung với thị trường này. Con này nó chờ chờ mở biên đấy, những cái mở biên của STB nó sẽ vào sóng đó nha. Cho anh chị mình lưu ý đặc biệt kỹ với những cổ phiếu như là STB như thế này đó. Thì đó là em nói sơ lược với anh chị mình về dòng ngân hàng, những cổ phiếu như VB Bank đâu cũng vậy, dòng tiền vào đây nè, những cái này dòng tiền vào nè đó. Nó test lại ba đáy này, liên tục nè, những này mà xác nhận một cây mở biên nó là vào sóng hết. Trên những con này mà anh chị thấy ngân hàng khi mà nó mở biên nó đi lên đó, sẽ lôi kéo được cái tâm lý như điểm số của thị trường và lan tỏa được dòng tiền đó. Một vài cổ phiếu còn lại dù mọi người nên xem xét những con kênh trên đó là những cái tín hiệu nha, rồi kim chỉ nam, ví dụ trong dòng dầu khí là BLX nè, BBT nè sẽ là kim chỉ nam, trong những cái dòng ngân hàng là ACB rồi nè sẽ là những cái kim chỉ nam đấy. Những cái cổ phiếu ví dụ như chị mình nhìn về những cổ phiếu dòng thép, với những con như Hòa Phát,
những cổ phiếu như Hoa Sen này, nó sẽ là kim chỉ nam cho cái dòng này, tại vì nó những cái dạng ở kênh trên đấy. Nhưng mà dòng thép thì cá nhân em thì mình nghĩ là nó sẽ là đi theo đó, chứ nó khó để mà nó dẫn dắt và dẫn sóng thị trường. Mặc dù những cổ phiếu Hoàng Phát em vẫn đánh giá đây những cái dạng tích lũy kênh trên cực kỳ tốt, cực kỳ tốt anh đó. Nhưng mà hôm qua trong buổi livestream thì nhiều anh chị mình nói em về thép đúng không, cái kỳ vọng tiềm năng thì em đã phân tích chị mình kỹ về cả cơ bản về cả dòng tiền rất kỹ của dòng thép ha đấy, cho nên lưu ý kỹ những con như Hòa Phát đây mọi người theo dõi đấy. Một vài cổ phiếu Hoa Sen thì cá nhân em vẫn nắm bình thường, đi đâu bán anh chị, kênh trên mà kênh trên xung đột lên test lại này. Đấy, một vài cổ phiếu ví dụ như chị mình sẽ nhìn lại về dòng chứng khoán là cá nhân em mình không đánh giá cao, dòng chứng khoán em nó hẳn là em không đánh giá cao. Những FTS những cây bán có lượng lớn vốn lớn như này xác suất vào sóng hầu như là 1%. Đấy, những cổ phiếu như CTS đâu nè, những này để dẫn sóng thị trường quay trở lại rất khó. Những con như SSI nó nằm ở kênh giữa, em chứ thống kê cho anh chị mình rồi, những cái dạng cổ phiếu mà nằm ở kênh giữa nè rất khó để mà nó dẫn sóng cho thị trường. Lưu ý kỹ mọi người ha, những con này có thể là thị trường vào sóng mà nó lên sâu đó, chứ nó khó để mà vẫn dẫn sóng được cho vn index lắm. Những con như VCI thì cũng vậy nè, đấy HS rồi nè. Nhìn chung thì với trạng thái mà xung lực mà nó bật trong những cái nhịp vừa rồi với những cổ phiếu như đây, cá nhân em mình thông đá không cao. Đấy, VND bản chất là xu hướng giảm rõ ràng là cắm đầu xuống đấy. Thì mình đánh giá tổng quan về dòng về ngành thì mới đưa cho anh chị mình những cái bức tranh về cổ phiếu được đấy. Cho nên vì sao mà nó cược về dòng dầu khí là đa phần nó nằm ở kênh trên, trước đó nó đều có một cái diện về dòng tiền. Anh chị mình lưu ý nó có một cái trạng thái về cái điểm gì, một trạng thái siêu dòng tiền đổ vào trước rồi nè đấy, và đa phần nó nằm ở kênh trên. Nó những cái tín hiệu mà em đánh giá cho anh chị nhà đầu tư mình đấy. Ở một góc độ nào đó những cổ phiếu có dòng tiền ví dụ như là dòng thép rồi nè, dòng bất động sản thì mọi người nên xem con Khang Điền. Ví dụ em thấy chỉ có Khang Điền đã nằm neo ở cái kênh trên nó giữ giá được tốt nè, còn những con còn lại DG, BDR, Novaland đa phần nằm ở kênh dưới thì nó có thể tăng nhưng mà để mà dẫn sóng thì em chưa nhìn ra đấy. Lưu ý ha mọi người ha, một vài cổ phiếu ví dụ dòng tiền riêng lẻ đi em chị mình thấy những con ví dụ như MWG này hàng tây cộng về giữ giá tốt nè, thấy tao tín hiệu thành công nè. Cái đây là cái dòng tiền tổ chức nè, về giữ chặn tốt nè, quanh cái vùng biên quanh vùng ví dụ như 6566 nè. Với những cổ phiếu MWG thì em thì hôm thứ hai em có mua cổ phiếu MWG, mua đánh tây cộng. Một vài con còn lại ví dụ như GMD, GMD những cái dạng bắt đầu rũ xuống anh chị mình thấy không, những cái điện rũ này đang rũ xuống này đỡ cung nè. Đấy, những con này cũng chờ xem là dòng tiền khi nào nó vào, những con này đừng đánh sớm, khi nào dòng tiền xác nhận chị mình đánh. Nhưng cũng là những cái mô hình về ba nền tảng giá, những mô hình về những cái diện nước rút anh chị nha, mọi người lưu ý ha. Đấy, GMD cá nhân em theo dõi rất kỹ. Còn những con như RI đi, những cổ phiếu của dòng điện thì nó cũng giữ chặn tốt nè, nổ rổ test cung nè. Những con như RI test cung nè, ví dụ ngày mai có điểm hướng lên, có điểm tay cộng cho chị mình đánh. Đấy, thì đó là một vài cổ phiếu mày muốn chia sẻ chị. Ngoài ra có KSB đi, KSB những con này kinh dưới nhưng mà mấy tín hiệu test hai đấy cũng tốt là điểm pivot nè. Ví dụ những cái điểm pivot này thì thường cổ phiếu sẽ bật về nó quanh tầm 23, 23.5 về đây. Thì anh chị đánh ngắn thì về 23, 23.5 chốt. Đấy, lưu ý đó một vài cổ phiếu em chia sẻ với chị mình. Còn mọi người quan điểm anh chị mình đây là thị trường tích lũy hay là thị trường phân phối thì anh chị mình cứ để lại trong phần bình luận bên dưới, hoặc là mọi người có những mã cổ phiếu nào mà cần quan tâm cần hỗ trợ thì mọi người cứ để lại trong phần bình luận anh chị nha. Đấy, còn với em thì thị trường này thì bản chất là bây giờ những gì cần mua thì chúng ta đã mua trong ngày thứ sáu rồi, những vùng giá chiết khấu tốt thời điểm mua tốt nhất. Còn bây giờ thị trường nó bò lên ba phiên thì nó chỉ củng cố cho anh chị mình biết là đây là phiên tổ chức họ gom chứ không phải là họ bán. Còn phần còn lại là anh chị nào cầm tiền thì em nghĩ là gì, nên chờ chung với em đi, là bây giờ ví dụ mình mua rồi giá thấp nè, giờ phần còn lại em chờ để mà mình muốn giải ngân tiếp á thì bắt buộc em sẽ chờ những cái xuất hiện của dòng dẫn dắt. Thì khi đó anh chị nào cầm tiền muốn mua thì mình về hệ thống bên em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Nếu như anh chị mình thấy video này hay và bổ ích thì mọi người để lại giúp em một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những buổi video sâu tốt hơn. Và bên dưới có phần link của room cộng đồng á, thì anh chị nào tham gia vào room cộng đồng thì anh chị mình click vào đây. Đấy, trong room cộng đồng này thì thời gian vừa rồi cũng đã đồng hành với anh chị mình qua những cái giai đoạn gọi là khó khăn, những sự biến động của thị trường. Thì em nghĩ là anh chị mình cũng đã không ít thì nhiều có thêm cho mình những cái hành trang cũng như là có thêm cho mình những cái kinh nghiệm trong quá trình mà anh chị mình đầu tư. Đấy, thì em cũng nói chị mình rất rõ ràng đúng không? Hôm nay cũng nói chị mình trong hệ thống về room cộng đồng nè. Đấy, thì em thì bây giờ mình ngồi chờ xuất hiện của dòng dẫn dắt. Còn việc tết lại đấy là 1240 thì nó khó xảy ra. Vì sao khó xảy ra thì đã phân tích với anh chị mình rất kỹ càng và rất rõ ràng trong cái phiên ngày hôm nay ha. Đấy, còn kết phiên ngày hôm nay cái diện mà trạng thái về ba chàng lính ngự lâm thì đó là một cái mô hình rất tốt á, của thị trường chung. Còn ngày mai có rung có lắc thì đó là bình thường, không phải là điều mà anh chị mình quá lo lắng đó. Tại vì nó về bên 1280 rung lắc là điều tất yếu, nhưng sau quá trình rung lắc này thì nó sẽ là gì thì đó mới là cái điều mà chúng ta hướng tới. Lưu ý mọi người ha. Cảm ơn chị mình rất nhiều, chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi livestream ngày mai, thứ năm ngày mai chúng ta gặp lại nhau trong buổi livestream mọi người nha. Xin chào cả nhà.